Đây 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 đây. Ủa, cái này phải không chú? Rồi đúng rồi. Để nhẹ tay. Bến Tre, vùng đất sông nước hữu tình, có đến hàng chục sản vật, đặc sản mà thiên nhiên ban tặng. Bên cạnh đó là sự sáng tạo của người dân nơi đây. Một trong số đó là chuối sấy trong nhà kính, một loại đặc sản mới đã làm rạng danh xứ sở ngàn dừa, cũng như tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân lao động nhàn rỗi. Hãy cùng theo chân Sao Mai để cùng thu hoạch và chế biến món đặc sản này quý vị nhé. Coi, cô chỉ cho con cách đốn chuối với đúng không cô? Ê, nè con, bụng chuối này nó già nè. Làm sao nhìn vô cái là cô biết được là chuối này có thể làm chuối sấy được vậy cô? Trái chuối nó tròn, nó thẳng con, chín bói á con. À dạ. Giờ nó cao vậy rồi làm sao mình chặt xuống vậy cô? Mình hạ cây trước à, cái vườn chuối nó ngã thấp xuống rồi mình mới chặt tới. Ủa vậy sao mình không bắt thang lên mình chặt cái bụng nó xuống xong rồi để cho nó ra bụng mới nữa cô? Cây chuối nó trảo được có một buồn hả con? Ôi, con luôn á. Con chặt nhẹ thôi, đừng chặt mạnh quá nó đứt lìa nha. Chặt vô đây. Rồi con hồi hộp quá. Rồi cần bạn ăn á thì chuẩn bị chụp đảo vườn chuối nha. Chuẩn bị, đúng rồi. Đó. Con lôi cái dao không ra cô. Nó bị nhẹ thế rồi. Đây nè, con đỡ. Dạ lôi vậy lại. Dạ. Đúng rồi, rút ra. Con chặt thêm nhẹ cái nữa. Chặt nhẹ ăn chút con. Rồi, kéo xuống được rồi đó con. Đó nha. Kéo ra, kéo ra. Giỏi quá. Nó biết chặt rồi. Thầy, thật quả của mày. Cảm ơn anh nha. Thưa quý vị và các bạn, Sao Mai vừa đốn được một buồng chuối nhờ sự giúp đỡ của cô Tư với lại Ân đây. Thì sau khi đốn được buồng chuối này thì Mai cảm thấy rất là mệt. Cái này chắc là cũng làm được nhiều chuối sấy lắm hả Ân? Cái này thì làm được khoảng 1,5 kg rồi. Cô giờ mình đi chặt thêm con ha. Ừ. Sau khi đốn chuối về xong thì mình làm gì nữa vậy? Sau khi đốn chuối về xong thì mình sẽ nải rồi đợi cho chín. Vậy sao mình không có sấy luôn cái chuối xanh giống như khi mình chặt ngoài vườn vậy luôn mà phải đợi chín chi vậy? Đợi chín nhẹ thì nó mới cái đủ độ ngọt và nó không có chát. Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Ngọc Ân chưa bao giờ ngừng tìm tòi, học hỏi công nghệ mới nhằm cải thiện quy trình phơi sấy ngoài trời bằng cách phơi sấy trong nhà kính nhằm đảm bảo sản phẩm làm ra đạt chất lượng an toàn vệ sinh, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Cái này mình phơi trong bao lâu thì được thành phẩm vậy? Cái này thì mình trong khoảng là 5-7 ngày thì là được. Vậy khi mình sử dụng cái công nghệ phơi sấy này thì có gì đặc biệt không vậy? Phơi sấy là mình sử dụng ánh nắng mặt trời á. Cái trái chuối nó sẽ thơm và nó giữ được cái nguyên vẹn cái chất dinh dưỡng. Giờ là Ân mời Mai ra thưởng thức. Ủa là có chuối rồi hả? Đúng rồi. Thôi đi thôi. Nè ăn thử cơ ngon không? Thấy sao nè? Chuối sấy này thơm quá à. Trong quá trình mình làm có cái niềm vui nào Ân có thể chia sẻ trong công việc của mình để giúp mình có động lực gắn bó với nghề này lâu hơn? Thật sự là xung quanh mình có quá nhiều người giúp đỡ đi. Thì có lý do gì mà Ân không bước tiếp? Với lại là cái sản phẩm của Ân á, nhìn những người dùng ăn mà họ cảm thấy thích. Cái đó là niềm động lực, cũng là niềm vui lớn nhất của Ân.
Với một sản phẩm chất lượng và an toàn cho sức khỏe như thế này thì sao Mai tin rằng là sẽ có thể phát triển hơn nữa trong tương lai và đến gần hơn với người tiêu dùng, không những gần hơn mà còn xa hơn nữa trên cả nước. Và Mai chúc Ân và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe và phát triển thêm cái mô hình sản phẩm chuối sấy này nha. Cảm ơn Mai. Quý khán giả nhớ like, share, subscribe và bật chuông thông báo kênh YouTube Cửu Long Phim để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo từ kênh nha.